ra Quách Tuấn Du chưa bao giờ dừng lại, chưa bao giờ bán đoạn, hoạt động sôi chỉ động. Có mùa dịch vừa rồi là bán đoạn chứ không tới bài gián đoạn chung, gián đoạn chung. Mà Du ơi, Du ở đây có một mình hay là ở với ai? Hiện tại thì Du ở có một mình thôi, tại trước đây á là Du sống với mẹ, 2 năm nay thì Du mới dọn ra ở riêng, với lại đi lưu diễn nhiều nơi quá rồi bỏ mẹ ở nhà một mình cũng ấy, cho nên Du mới yêu cầu đứa em của mình á thì sẽ bán cái nhà bên kia để qua ở chung với mẹ để chăm sóc mẹ. Thì hiện tại giờ mẹ đang ở quận 10, nên mẹ Du là chồng mất năm 35 tuổi, mà lúc đó 23 tuổi là lấy chồng, mà 35 tuổi là tổng cộng 5 đứa con. Từ mẹ mà... mẹ em cũng mồ côi chồng năm 31 tuổi. Ồ vậy hả? Mẹ tôi cũng mồ côi chồng. Bây giờ ở con mình á, ăn uống làm sao? Thật ra thì hồi xưa lúc mà tôi mới lên Sài Gòn thì tôi có làm việc cho một cái nhà hàng, phụ bếp, cho nên là cũng tự nấu ăn những lúc mà mình không muốn đi ra ngoài đường ăn á. Anh ơi, mai mốt vẫn thấy thương thương không sao đâu. Anh ơi, mai mốt anh ăn cơm một mình á, anh kêu mà ăn cơm chung với anh cho đỡ buồn. Nhà ông Du quận 6, nhà cô quận 2 á. Không, em qua quận 6 được. Em không biết là ở trên nhà anh Quốc Thuận anh bày mưu gì trên đó mà ảnh cử em xuống đây để nói chuyện với anh và hỏi anh một số cái vấn đề. Đi cô, đi đi. À, nghe, hôm nay đó là cô coi như là bất ngờ qua thăm Tuấn Du hả? Bạn Du bạn không biết đâu. Bất ngờ. Dạ. Cô có thường qua nấu cơm cho Du không cô? Ít lắm, có nấu cơm bên nhà đồ ăn nào nó thích là kêu nó qua ăn hoặc là gửi qua cho nó, vì nó không có rảnh. Anh có thể kể cho em nghe về cái quá trình mà lúc anh cầm 50 ngàn từ dưới quê đi lên trên đây không? Lúc đó thật ra cái sự đam mê ca hát quá quá nhiều rồi, và cái việc học mình bắt đầu mình bỏ lơ. Thật ra cái đầu thì mọi người đánh giá là thông minh, nhưng mà lại không có muốn làm một cái việc gì ngoài ca hát nghệ thuật hết. Mẹ nói là ở đây không có đủ điều kiện muốn trở thành người ca sĩ hay nghệ sĩ là phải có tiền, chứ không phải là con nghĩ là cái gia đình này có thể cho con được điều đó. Thế là mẹ nói là thì đi đi, nó cho mày 50 ngàn thử thách đó. Nhưng mà mẹ nói chơi, nhưng mà đó là sự thật đó. Anh cầm 50 ngàn là anh nước mắt anh rơi, anh mới ra khỏi nhà anh mới đi. Thế là lên xong cái tự nhiên mình rơi vào một cái trạng thái là mình cái gì mình cũng phải làm, thì vô nhà hàng làm phục vụ, cái việc lau cầu tiêu là anh cũng phải làm. Thường thì Quách Tuấn Du khoái ăn món nào cô ha? Khoái nhất là thịt kho trứng. Cô thấy là bạn Du này so với các anh chị em thì là như thế nào? Hình như là cũng có học là không giỏi thôi, năng khiếu đủ hết á. Năm lớp 9, mẹ ơi, bây giờ con, mẹ cho con nghỉ đi, con mất trí nhớ à. Trời ơi, tôi hết hồn, cái tôi mới nói mất trí nhớ là sao, mày nhức đầu làm sao. Cái này không phải, con học bài không có thuộc, thôi mẹ cho con đi làm ca sĩ đi. Trời ơi, ông mê đi ca. Cái tôi mừng rồi nhẹ nha. Tôi nói nếu làm ca sĩ mà mày nói mày học bài không thuộc, mất trí nhớ thì mày sao thuộc bài ca nữa, sai ha? Ca sai, người ta biểu xuống xuống đồ, người ta luyện đá luyện đồ đó. Nói vậy mà con nghe đờn lên cái con thuộc thuộc bài anh sao thì nó muốn, mà giờ không cho nó cũng học không được đó. Sao kệ, thì ở quê nó đi hát với nhau năm ngàn, 10 ngàn, 20 ngàn, rồi có ở rạp mời nữa mà nó hát hay. Cái nó mà biết mắc cỡ rồi, nó không có tiếp bán buôn nữa. Nó nói thôi bây giờ con ở nhà, con dọn dẹp ở nhà, con ra bán, người ta kêu ca sĩ bán cơm. Điều đó bán cơm mà cơm mình dân nghe, đặng nghe mấy người xe lau xe kéo rồi nó ăn, chứ bán sang người ta không có tiền ăn. Bán cơm tấm nhưng mình không có ai tiếp nấu cơm tấm. Đó. Bây giờ hôm nay nói chuyện với mẹ của Quách Tuấn Du thì mới biết được là trước đây anh có một cái biệt danh đó là ca sĩ bán cơm. Cọc. Cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ cửa cuốn thông minh Outdoor đã đồng hành cùng với lại chương trình. Đến nay là đã được 7 số rồi thưa quý vị. Và thưa quý vị, ngoài tình cảm của các thành viên trong gia đình thì bao giờ cũng vậy, các ngôi gia cũng cần có một ngôi nhà vững chắc, an toàn và bền vững. Một ngôi nhà mà không có cánh cửa an toàn thì thật sự là không an toàn. Đó là không an toàn. Chính vì là khi nào mà chúng ta cần có sự an toàn thì hãy luôn luôn nhớ rằng là trên thị trường hiện nay đang có một loại cửa cuốn thông minh, đó chính là Outdoor, thương hiệu quốc gia. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ đến gõ cửa và thăm nhà của ca sĩ Quách Tuấn Du. À, người bạn đồng hương của anh. À, vậy hả? Mời quý vị hãy cùng theo chân Ngọc Lan và Quốc Thuận đến với gõ cửa thăm nhà anh Quách Tuấn Du. Đi.
nè nó nghe nè, anh Du á, ổng hiền dữ lắm nghe chưa. Em biết rồi, mình em biết anh Du là một người rất là hiền. Mình phải thùy mũi, không có thùy mỹ, thùy mỹ dịu dàng nghe chưa. Em rất thùy mỹ. Để coi 19, 19, lầu 19. Đây nè, đây nè, đây nè. Ai vậy? Lên. Chào, ông nội, lâu lắm mới gặp luôn á. Đó, thấy chưa? Nhà có chuông mà không chịu bấm chuông đi gõ cửa. Anh ơi, tụi em làm chương trình gõ cửa thăm nhà chứ không phải là bấm chuông thăm nhà. Đó, chúng là gõ cửa là mình làm rồi. Dạ. Bây giờ còn thăm nhà đó, không biết chủ nhà có cho thăm không? Có không anh? Trời ơi. Em đi tìm anh, bơ vơ heo như con thuyền lênh đênh bão tố. Ôi ngày xưa mình bên nhau thắm thiết thương yêu còn đâu. Ngày buồn ơi. Mẹ bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình ngày đó quen nhau vươn chút tình trên tóc mây đôi mắt thơ ngây hoa nắng ươm đầy đẹp tựa như lá mẹ bay nên tình anh chót vơi. Lần đầu tiên có hai người bạn nghệ sĩ đến nhà đó, tại vì hồi trước giờ là sống cũng rất là khép kín trong cái căn hộ này. Quốc Thuận là một người bạn từ lúc mà anh mới bước vào nghề là đã làm việc chung với nhau, đã hát chung rồi diễn chung với nhau. Hồi xưa anh hát đó, trời nó không tin kìa, làng nó không tin kìa. Trong nhóm như là ba đứa hát với là Hoàng Mèo. Hoàng Mèo, đó. Quốc Thuận. Ghê lắm. Hèn gì đâu. Đại Nghĩa còn làm MC. Đúng. Ủa anh lúc đó là có nhóm luôn, anh hát trong nhóm hả? Ừ. Sao rã nhóm nhanh vậy? Sao rã nhóm nhanh vậy? Trời ơi, hỏi cái chuyện vô duyên như sao không hỏi. Anh lập một nhóm hát nhưng mà tại vì cái nhóm nó nhìn thấy nó vui quá, nó không hát mà nó không vui thôi. Rốt cuộc là bầu xô bút đi tấu hài không? Đúng rồi. Tại vì á là bén duyên với sự nghiệp tấu hề chứ không là qua mặt cái nhóm của ông Quách Tấn Dung. Giỡn hoài. Không, lúc đó mà tôi chưa có lập nhóm D&D. Tổng hương của anh á, từ An Giang lên đây lập nghiệp. Mẹ lúc đó cho như 50.000 để đi thôi, giống như là thử thách vậy đó. Mà lúc đó mình không biết tại sao mình lại có một cái động lực rất là mạnh luôn á để mình đi. Lúc đó mới có 17 tuổi à. À, hiện tại thì là cái sự nghiệp cũng giống như là cuộc sống của Du như thế nào? Và cái chủ yếu là gần đây là ít thấy những cái sản phẩm của Tinh Du. Thường thì mọi người hay hỏi là dạo này sao thì ít ra sản phẩm. Nhưng mà để mà ngồi mình nói chia sẻ thật sự ra mà nói thì rõ ràng là với thời trước không có truyền thông nhiều ở trên mạng xã hội, cũng không có TV phát sóng game show nhiều. Thì mọi người chỉ tập trung xem vào băng đĩa. Thì cái thời mà nổi về băng đĩa thì Quách Tuấn Du cũng là một trong những người mà bán đĩa chạy. Đúng. Cũng như là Uông Hoàng Phúc, cũng như là Trương Đăng Huy, dạ, mà Ngọc Lan tham gia những cái video đầu tiên là rất là hot. Đúng. Thì bây giờ thì ít ra băng đĩa thì Quách Tuấn Du chỉ là up trên mạng bằng cái hình nền tảng YouTube. Đúng rồi. Thì YouTube bây giờ thì có người lại xem, có người lại không xem. Thì Du cũng chia sẻ là Du vẫn đều đều, chưa bao giờ sự nghiệp Du bị gián đoạn. Mà Du đã chia ra những cái thời gian, ví dụ như thời gian từ 2001 là hát nhạc nhóm nhạc D&D. Thì khi nhóm đó vừa nổi tiếng lên là đi khắp các tỉnh thành ở trong nước. Rần. Kết thúc sự nghiệp mà hát nhóm thì Du lại hát solo, cũng đi tiếp tục một khoảng thời gian đó. Thì sau khi kết thúc cái sự nghiệp solo của Du á, thì Du lại lây hoay. Du cũng bị trong trên, Du định bỏ nghề. Tại vì lúc đó cái âm nhạc nó thay đổi quá. Dạ. Du là hát nhạc Hồng Kông lời Việt, thì sau này lại chuyển sang là mọi người lại lắng nghe nhạc ảnh hưởng về Hàn Quốc nhiều. Mà mình lại không có cái gu đó. Cho nên là mình không có được thị trường đón nhận. Thế là Du mới dự kiến là phát hành một cái album, một cái album để kỷ niệm, rồi xong rồi mình đi định cư. Khi phát hành ra là cái dòng nhạc đó là nhạc giống như mình tiên phong đi đầu tiên, mình làm giống như là đột phá một cách gọi là hên xui đó. Là đó là dòng nhạc Bolero mà remix lại. Nhưng mà người ta nghe thì rất là thích thú, vì vừa nghe được cái gì đó nó kỷ niệm mà vừa cảm thấy một cái gì đó hiện đại, hiện nay nó sôi động. Đúng vậy. Thế là Du được bà con đón nhận. Tự nhiên lúc đó mình lại được cái điều đó may mắn, giống như trúng một cái tờ số độc đắc. Thì qua đây thì mới biết được rằng là thật ra Quách Tuấn Du chưa bao giờ dừng lại. Chưa bao giờ bán đoạn. Hoạt động sôi chỉ động. Chỉ có mùa dịch vừa rồi là bán đoạn chứ không tới bài tiết. Gián đoạn chung. Gián đoạn chung. Mà Du ơi, Du ở đây có một mình hay là ở với ai? Hiện tại thì Du ở có một mình thôi. Tại trước đây á, là Du sống với mẹ. 2 năm nay thì Du mới dọn ra ở riêng. Với lại đi lưu diễn nhiều nơi quá rồi bỏ mẹ ở nhà một mình cũng ấy. Cho nên Du mới yêu cầu đứa em của mình á thì sẽ bán cái nhà bên kia để qua ở chung với mẹ. Để chăm sóc mẹ. Thì hiện tại giờ mẹ đang ở quận 10. Nên mẹ Du là chồng mất năm 35 tuổi. Mà lúc đó 23 tuổi là lấy chồng, mà 35 tuổi là tổng cộng 5 đứa con.
mẹ em... mẹ em cũng mồ côi chồng năm 31 tuổi. Ồ vậy hả? Mẹ tôi cũng mồ côi chồng. Bây giờ ở con mình á, rồi ăn uống sao? Thật ra thì hồi xưa lúc mà tôi mới lên Sài Gòn thì tôi có làm việc cho một cái nhà hàng, phụ bếp, cho nên là cũng tự nấu ăn những lúc mà mình không muốn đi ra ngoài đường ăn á. Anh ơi, mai mốt vẫn thấy thương thương không sao đâu. Anh ơi, mai mốt anh ăn cơm một mình á, anh kêu ăn cơm chung với anh cho đỡ buồn. Nhà ông Du quận 6, nhà cô quận 2 á. Không, em qua quận 6 được. Em không biết là ở trên nhà anh Quốc Thuận anh bày mưu gì trên đó mà anh cử em xuống đây để nói chuyện với anh và hỏi anh một số cái vấn đề. Đi cô, đi đi. À, nghe, hôm nay đó là cô coi như là bất ngờ qua thăm Tuấn Du hả? Bạn Du bạn không biết đâu. Bất ngờ. Dạ. Cô có thường qua nấu cơm cho Du không cô? Ít lắm, có nấu cơm bên nhà đồ ăn nào nó thích là kêu nó qua ăn hoặc là gửi qua cho nó vì nó không có rảnh. Anh có thể kể cho em nghe về cái quá trình mà lúc anh cầm 50 ngàn từ dưới quê đi lên trên đây không? Lúc đó thật ra cái sự đam mê ca hát quá quá nhiều rồi và cái việc học mình bắt đầu mình bỏ lơ. Thật ra cái đầu thì mọi người đánh giá là thông minh nhưng mà lại không có muốn làm một cái việc gì ngoài ca hát nghệ thuật hết. Yeah. Mẹ nói là ở đây không có đủ điều kiện muốn trở thành người ca sĩ hay nghệ sĩ là phải có tiền chứ không phải là con nghĩ là cái gia đình này có thể cho con được điều đó. Thế là mẹ nói là thì đi đi, nó cho mày 50 ngàn thử thách đó. Nhưng mà mẹ nói chơi nhưng mà đó là sự thật đó, anh cầm 50 ngàn là anh nước mắt anh rơi, anh mới ra khỏi nhà anh mới đi. Thế là lên xong cái tự nhiên mình rơi vào một cái trạng thái là mình cái gì mình cũng phải làm, thì vô nhà hàng làm phục vụ, cái việc lau cầu tiêu là anh cũng phải làm. Thường thì Quách Tuấn Du khoái ăn món nào cô ha? Khoái nhất là thịt kho trứng. Cô thấy là bạn Du này so với các anh chị em thì là như thế nào? Hình như là cũng có học là không giỏi thôi, năng khiếu đủ hết á. Năm lớp 9. Mẹ ơi, bây giờ con mẹ cho con nghỉ đi, con mất trí nhớ à. Trời ơi, tôi hết hồn. Cái tôi mới nói mất trí nhớ là sao, mày nhức đầu là sao? Cái này không phải, con học bài không có thuộc. Thôi mẹ cho con đi làm ca sĩ đi. Trời ơi, ông mê đi ca. Cái tôi mừng rồi nhã nha. Tôi nói nếu làm ca sĩ mà mày nói mày học bài không thuộc, mất trí nhớ thì mày sao thuộc bài ca nha? Sai, ca đó. Sai, người ta biểu xuống xuống đồ, người ta luyện đá, luyện đồ. Nói vậy mà con nghe đờn lên cái con thuộc. Anh thì nó muốn mà giờ không cho nó cũng học không được đó. Sao kệ, thì ở quê ấy, nó đi hát với nhau năm ngàn, 10 ngàn, 20 ngàn rồi có ở rạp mời nữa mà nó hát hay. Cái nó mà biết mắc cỡ rồi, nó không có tiếp bán buôn nữa. Yeah. Nó nói thôi bây giờ con ở nhà, con dọn dẹp ở nhà, con ra bán, người ta kêu ca sĩ bán cơm. Điều đó bán cơm, cơm bình dân nghe, đặng yeah. Mấy người xe lau xe kéo rồi nó ăn chứ bán sang người ta không có tiền ăn. Ăn cơm tắm nhưng mình không có ai tiếp, nấu cơm tắm. Đó. Bây giờ hôm nay nói chuyện với mẹ của Quách Tuấn Du thì mới biết được là trước đây anh có một cái biệt danh đó là ca sĩ bán cơm. Đối diện bên nhà hàng của anh có một cái trung tâm ca nhạc nhẹ tháng 8. Nó đang tổ chức tuyển lựa ca sĩ chuyên nghiệp. Bấm bụng mình đi thi thử. Lúc vào thi thì anh thấy những người bạn của mình đó là Mỹ Tâm, anh Đàm Vĩnh Hưng, anh Vũ Hà, Phan Đình Tùng, Mạnh Cường. Tất cả mọi người đều có một cái điều kiện hết rồi. Đi bằng xe gắn máy, còn mình là đi xe đạp. Cái tự tin mình đã mất rồi mà làm sao mình thi được. Ai ngờ đâu trải qua 3 vòng tuyển lựa thì anh lại trúng tuyển. Rồi anh nghĩ rằng cơ hội mình, cái điều mình một năm qua mình chịu cực chịu khổ trong nhà hàng, mình bị chịu ông chủ la rầy mắng mình đến cỡ nào mình cũng đáng chấp nhận để ngày hôm nay mình có được. Bởi vì anh luôn luôn nói với lại những người mà fan trẻ trẻ của mình, nếu mà có đam mê giống anh á thì đừng bao giờ bỏ lỡ. Mình cứ phải đam mê hết, thực sự là nó sẽ tới. Dạ. Trong 5 đứa con cô lo nhất hiện giờ là đứa nào? Nó là Du, tại nó hay đi xa. Cô lo những gì ở Quách Tuấn Du? Lo nhất là bệnh đau ốm, ăn uống. Nó như lên nhà chơi một lần gặp nó ăn cơm ngoài không à. Ăn cơm trắng, một dĩa cơm thịt, ăn 3-4 dĩa cơm trắng. Thế tôi nói thôi giờ tao lên này tao ở thì nấu cơm ăn cho nó rẻ. Tụi nó ăn ở ngoài một đứa, bằng mình nấu nhà 2 đứa. Dạ. Ok, ráng lên. Là thời gian đầu cô lên đây cô ở, cô có cảm thấy khó chịu không? Khó chịu cứ nằm mơ thấy cái tay cứ sới cơm, tán cơm, bớn hoài, nằm mơ thấy vậy hoài.
Tại vì lúc mới đi á cô, cho nên tất cả mọi thứ nó chưa quen. Mình ở dưới nó là quê hương, con rất là hiểu. Ở đây á chứ là cần một người tâm sự cực kỳ khó. Khó lắm. Cần người mà thật tình với mình cũng hơi khó khó. Thật ra mình cũng muốn thân với người đó cũng phải theo dõi thời gian. Biết sao mà xúc động không? Bà mẹ con với cô bằng tuổi, cũng cùng đồng hướng nhau, nhưng mà bà thì là ở dưới. Tính ngàn du nó lại may mắn hơn con. Nó chỉ là nó không có gia đình nhỏ thôi, nhưng mà nó có một cái gia đình thật bự ở trên đây. Tại sao con hỏi cô là ở trên này mình sẽ thiếu rất là nhiều thứ. Tức là mình thiếu những người láng giềng, mình thiếu những người hàng xóm, mình thiếu những cái buổi trò chuyện ngồi nói với nhau. Thậm chí mình thiếu vắng đi những cái lúc gần như nó là cái thói quen mỗi ngày. Đó là xách giỏ đi ra chợ Long Xuyên, đi ra chợ ngồi mua bó rau con cá, rồi ngồi hỏi han, ngồi tám chuyện với nhau, chuyện trên trời dưới đất. Ở đây chứ là cần một người tâm sự cực kỳ khó. Khó lắm. Anh, nếu mà mình một thân một mình đi lên trên Sài Gòn, mình lập nghiệp ha. Rồi em biết là ngoài những cái khó khăn mà về áp lực đồng tiền, về công việc của mình, thì bên cạnh đó em nghĩ là những cái lúc mà đau bệnh á, không có ai chăm sóc hết. Nếu như mà anh đã không có cố gắng, sự nghiệp anh tan nát đổ vỡ, anh cũng cảm thấy mãn nguyện hài lòng. Là bởi vì anh đã chết rồi. Anh đã chết rồi chứ không phải là bây giờ. Cái vụ tai nạn mà nó có liên quan đến cái nghề nghiệp của anh đó, đó là anh bị phỏng, cháy nổ bình ga ở trong nhà hàng mà cái chỗ anh làm đó. Yeah. Cái lúc mà anh đốt ga, cái nó phà một cái là nó cháy vô trong cái mặt anh. Nó cháy đến bây giờ em thấy vết thương của anh nó còn luôn nè. Lúc đó ông chủ nhà hàng mới cầm 150, anh nhớ rõ là 150. Ông đuổi anh, ông nói đi mà chạy vô bệnh viện liền đi. Có nghĩ rằng tại sao ông không có chịu mà ông không có chịu đưa anh đi mà ông lại xua anh ra dậy một mình sáng, một buổi sáng thôi một mình anh thôi. Lên xe ôm một mình anh đi mà cho cái người anh nó cháy rụi hết, đen thùi lùi luôn á, đi trên đường ai cũng dòm anh hết. Anh mới đến bệnh viện Chợ Rẫy. Lúc đó anh được băng bó rồi anh được đưa về, rồi lúc đó bạn anh mới phát hiện ra. Thì bạn anh mới nói chụp điện thoại định gọi cho mẹ, nhưng mà anh là người không cho mẹ biết. Tại vì anh biết mẹ anh có một cái tật, gọi là chỉ cần biết có một cái việc gì không may là mẹ anh sẽ không chịu được cái áp lực đó, mẹ anh sẽ xỉu hoặc là mẹ anh sẽ bệnh. Và anh ở trú ở trên Sài Gòn này để mà vết thương mình gần lành rồi anh mới về. Ngoài cái trận hỏa hoạn đó ra thì anh có còn một cái tai nạn nào gọi là nhớ đời nữa không? Thập tử nhất sinh là cái lần mà anh rớt chiếc xe xuống sông. Thật ra lúc đó anh đang gặp một cái sự cố trong đầu về vấn đề chuyện tình cảm á. Yeah. Thì lúc lái xe anh cũng không tập trung mấy. Mà cái đường ở quê thì nó ngắn, nó nhỏ lắm. Mà hai bên không có rào chắn. Thì trên đoạn đường đó là sông, ở cái cầu Trà Đư, anh ở Hồng Ngự. Thì đường đang chảy đá nhuyễn này nọ, anh lái nó lạc tay lái, đấm xuống sông thì nước nó vô gần ngập rồi, nó lên tới cái cổ vậy nè. Anh định gọi điện gì cho mẹ, lúc đó mình phản xạ mà. Người mà muốn gọi là gọi cho mẹ. Yeah. Cái cầm cái điện thoại nó bấm thì nó hư rồi. Thì nó tới xe đó, tới chừng nó còn có chút xíu nữa là tắt thở, sao nó rờ lại cái kiến nó hở lên, nó chui ra cái. Trời. Mà trước đó nó có mò rồi, chỗ nó lái rồi là cửa không được. Cái nó cà bò ra thì sao nó qua được, mà còn mang đôi giày nặng đương đi diễn ở Trà Vinh. Thố mà mình. Là một mình ảnh một chạy xe. Mình mà cái đường tâm mất mà người nó không thấy gì, lũa chạy xong luôn. Trời ơi, bữa nay mới biết đó chứ. Nghĩ hả? Thôi nói chung là tai qua nạn khỏi, bình an là được hết. Đó. Có những lúc mà nghĩ rằng tự nhiên phải có ba mình, giờ mình thấy sung sướng gì, phải có một người đàn trụ cột trong nhà để chi, để giải quyết vấn đề cho mình. Đây là nỗi khổ của những người con mà có ba mất sớm, bị thiếu hụt cũng rất là nhiều. Và cũng rất là cảm ơn mẹ, bởi vì mẹ đã sống như vậy và mẹ nuôi năm anh em. Đúng, chính xác. Năm đó anh 10 tuổi thì anh thấy mẹ anh nắm tay và ngồi trên giường với một người đàn ông. Cái người đó anh thấy rất là đẹp trai nha. Lúc đó làm cầu thủ bóng đá. Tự nhiên anh bất chợt anh thấy hành động đó. Cái anh lúc còn nhỏ mình không có chấp nhận điều đó. Mình không chấp nhận trai ghẻ. Rồi mình hô một la làng la sớm là đi gọi chị em lại vòng chạy vô la sùm. Ông đó quê bỏ chạy về. Ông chạy về kể từ đó tới sau là ông không gặp. Mà mẹ cũng rất là quê luôn. Mẹ giờ hỏi mẹ chưa chắc nhận luôn á. Đến giờ mẹ vẫn không nhận luôn á. Nhưng anh hỏi mẹ chị em ở trong nhà ai cũng nói là có hết. Thì đó, cái đó là cái mà
Bây giờ thì anh hối hận, tại vì bây giờ chị hai thì ở bên Úc, con nhỏ Úc thì ở bên Mỹ, ông anh ba thì ở dưới quê, thằng em trai có vợ thì thỉnh thoảng về thôi, nhưng mà đâu có đứa nào ở chung suốt được. Mà anh thì lại cái nghề mình phải đi. Anh mới nói là nếu mà có một người đàn ông nào mà yêu mẹ, chắc lúc đó anh cũng mừng lắm. Bây giờ mình hối hận. Du có hay tâm sự với cô? Mình nghĩ gì mình hỏi nó nấy thì nó nói, chứ không có tâm sự. Bây giờ chắc lẽ nếu mà có lo đi nữa thì cũng lo không biết hôm nay nào lấy vợ. Thì chuyện lấy vợ thì nó tìm thì nó cho mình hay, mình ý kiến vô, chứ giờ mình cũng không tìm cho nó được. Nó đâu chịu nghe lời đâu mà tìm. Hồi xưa thì cha mẹ kiếm đi ghi dắt con đi coi, nó chịu cái cưới. Còn giờ tụi nó kiếm không, năm đứa nào cũng kiếm bốn đứa. Tại sao đến bây giờ anh vẫn chưa lập gia đình? Thật ra có cũng có trải qua nhiều mối tình là cũng định cưới rồi, nhưng mà có những người bạn gái mình đó, nó không phù hợp với lại mẹ mình. Tại vì mẹ anh tính khó, em dâu của anh là bị mẹ anh nói rất là nhiều cái điều mà mẹ không hài lòng. Thì anh nghĩ rằng là những người mà đến với mình á, mình chấp nhận, nhưng mà mẹ mình không chấp nhận. Mà tại vì anh quá thương mẹ anh, cho nên cái điều gì anh cũng muốn mẹ phải đồng ý. Bao lâu rồi anh Du không có cùng ăn cơm với gia đình ta? Cũng 2 năm rồi. 2 năm rồi, không có một bữa cơm. Không có bữa cơm, chỉ về thăm mẹ rồi đi thôi. Tại vì thời gian lúc đó này là cũng bận á, đi hát nhiều. Vậy anh có thèm khát một bữa cơm gia đình không? Cũng có chứ, đám giỗ ba nữa nha, mà muốn ăn chung cũng không có luôn. Không có luôn. Mẹ cũng ăn sang, vậy đó. Với là một phần nữa là nghệ sĩ của mình đã bị một cái thiệt thòi là như vậy. Mình có thể có được tất cả tình yêu thương của khán giả dành cho mình, nhưng mình lại không dành được những điều đó cho gia đình mình. Có những ví dụ như nhà em là bà nội em mất, ông nội em mất, em cũng không về kịp trong cái ngày khâm liệm, xong hết rồi em mới được về. Còn bây giờ thì hai anh em mình đi lên nhà đi. Okay. Ha. Oster, cực cuốn an toàn và thông minh, sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia. Giờ mấy hai cô cháu mình ăn đi, khổ đời hai nó. Trời ơi! Ủa, dạ con chào cô. Ủa anh Biên ơi, nhà mình có cô Tắm kìa. Tắm đầu tắm, cô Xuyên. Cô Xuyên kìa mà. Cô Xuyên mới gần tắm. Cô Xuyên mới gần. Vô, qua đi vô. Ủa là... Vô ngồi ra rồi đi. Dạ, đây, vô, sao? Thấy... Bất ngờ. Dạ con chào mẹ. Ủa mà sao không biết mẹ tôi đâu mà bắt cóc qua đây vậy? Vậy tôi mới hay. Lần đầu tiên là mẹ qua nhà ăn cơm luôn á. Vậy hả? Đúng rồi. Vậy thấy tôi hay không? Thấy tự nhiên bày biện lên thấy hết hồn luôn á. Làm như là nó có cái điện An Giang nó chảy trong người đó. Hôm nay á là được ăn chung với gia đình của Quách Tấn Du với cô Xuyến. Không biết Ngọc Lan sao chứ anh là nãy giờ anh rất là rạo rực. Bởi tâm lý anh kỳ á. Món thèm thịt kho hột vịt nó bốc qua mà bây giờ không ai ăn cả. Bao nhiêu năm mà chị Minh thích món này mà nè. Mẹ làm. Cô là còn bạn nào chưa thành gia lập thất không cô? Con mình bạn này. Anh Du có nói với em lý do tại sao mà anh không lập gia đình ở thời điểm này? Không lập là chưa. Tại vì anh mắc một cái lỗi của anh ngày xưa. Anh cảm thấy tội lỗi nên bây giờ là anh không dám, sợ bị nghiệp quật. Đây cô gái này ngày xưa là xinh đẹp sắc nước hương trời, mồ côi chồng thì cũng đã lâu, cho nên là cũng có rất là nhiều người đàn ông dòm ngó tới. Trong đó có một người đàn ông cũng được cô Xuyến để mắt tới. Nhưng đây là anh chàng mà không chịu. Anh chàng phản đối kịch liệt luôn. Và anh chàng làm cho cô Xuyến bị tổn thương 30 mấy năm luôn. Tới bây giờ là cô Xuyến không đi thêm một bước nào nữa hết. Và sợ cái chuyện đó luôn. Lúc đó là vô mấy tuổi? 10 tuổi. Cái tuổi đó là đã nhận thức rồi. Thứ nhất sợ xưa ở dưới quê hé dụ coi phim rồi đúng rồi, chờ ghẻ đúng rồi. Cái quan trọng là sợ nó thì sợ mẹ bỏ mình. Đúng. Nhìn thấy năm đứa vậy mà nhà mẹ mà lấy chồng cái không biết mình có thương được năm đứa giống vậy hay không. Ví dụ năm đứa mà nó xúi hết, cô cũng vẫn không nghe lời nếu cô không thích. Từ lúc ba nó chết tới bây giờ không nghĩ chuyện đó để có nữa. Du mặc định là do Du và do những anh em cản trở cái việc bước thêm bước nữa của mẹ. Hồi nào giờ cứ nghĩ là mẹ cũng nén đi, giấu đi. Nhưng mà giờ mẹ nói vậy thì nghe vậy thôi. Chứ nhiều khi đâu biết mẹ đang giấu sao. Nhiều khi mẹ sợ mấy đứa con đứa nào không cũng có. Mình không muốn
muốn là có được hết. Như vậy là anh Du nên giải tỏa cái suy nghĩ đó. Và ngày hôm nay có lẽ là anh thoải mái rồi. Không nên rây rứt. Thì thật ra thì cũng cái nỗi lo vẫn còn hoài như vậy. Tại vì tuổi tác mẹ càng ngày càng lớn, mặc dù mẹ cũng biết tự chăm sóc, nên mình cũng ráng cố gắng, mình cũng phải làm sao thì cũng tranh thủ về gặp mẹ thường xuyên, rồi gọi điện mẹ thường xuyên. Cũng đã thuyết phục mẹ là nói là sẽ mua một cái nơi rộng, có nhiều gian nhà trong một cái khu đất. Các đang anh em về ở các anh em mỗi về. Người một ở một khu vậy đó, trong cái khu vực nhà đó. Hay quá. Là năm đứa con nó không có ngã vô cái không có bị sa đọa, không bị nói chung là không ơi. Đó là mình lo là chắc giờ từ đây về sau nó làm gì thì nó chịu chứ mình không giữ nó được. Giờ là bà chỉ giữ muốn giữ cháu thôi. Cũng đã từng có thời gian ở với một người bạn gái 5 năm rồi. Giống gia đình nhưng mà cuối cùng nó không hợp, đổ vỡ thì sao? Dạ. Cái cuộc sống của chúng ta đâu nói trước được điều gì. Tôi có ngày hôm nay là tôi chịu lì á. Giống tính của mẹ tôi ảnh hưởng mẹ tôi rất là nhiều. Nhiều lúc một thân một mình á, tôi thất bại tôi cũng muốn nhờ giá ai á. Tôi có ba nuôi nè, Ngọc Sơn. Những lúc tôi thất bại tôi thua người ta, tôi có thể nhờ Ngọc Sơn trợ giúp mà tôi vẫn không nhờ. Những cái lúc mà cái biến cố nó xảy ra liên tục rồi, có những lúc có những cái rủi ro, có những cái thiệt thòi, mình bế tắc quá. Có bao giờ ông nghĩ là ông sẽ quay về quê hương không? Nói chung lúc đó cũng có những lúc ấy lắm. Tại vì cũng có mâu thuẫn với mẹ tôi rất là nhiều. Tại vì có lúc tôi gây gỗ với cái người manager của tôi, tôi đừng nhảy lầu xuống luôn á. Mẹ cản trở rất là nhiều, mẹ khóc rất là nhiều. Tại thời gian đó mình bị giống như là mình bị ức chế, mình cái lúc mạnh đốt ga cái nó phà một cái là nó cháy vô trong cái mặt anh, giống như mình chết rồi đó. Tại vì nó nhìn nó hình hài nó xấu lắm, nó cháy luôn cả mặt mày, cháy hết nè cái chân anh, nguyên một cái khu vực này là bị thẹo hết. Mình sẽ ôm một mình anh đi mà cho cái người anh nó cháy rụi hết, đen thùi lùi luôn á, đi trên đường ai cũng dòm anh hết. Thì đường đang chảy đá nhuyễn này nọ, anh lái nó lạc tay lái đấm xuống sông thì nước nó vô gần ngập rồi, nó lên tới cái cổ vậy nè. Tự nhiên cái tay anh đụng cái nút kiến, nó lúc đó nó lại hạ xuống cho anh luôn một nhiêu nè. Anh mới chui ra và anh uống nước rất là nhiều. Lúc đó là cái uống nước là hơi thở mình sắp tắt rồi, bắt đầu ngồi lên. Nhưng mà lúc đó là thật ra cái tuổi đó nó nghĩ quẩn nhiều quá. Lúc đó năm nó mới 21, 22 tuổi à, nghĩ quẩn lắm. Nó thì thấy người ta thua nó nữa mà lên, còn nó thì không có thì nó có một chút quẩn. Có một cái nó chút gọi là ganh tị. Ganh tị, đoạn đường này đi đến ngày hôm nay thật sự nó quá mệt mỏi. Nhưng mà khi mình ngước đầu lên mình nhìn lại, à mình cũng đâu có mất mát gì mà mình cảm thấy mình được nhiều hơn cái mất mát. Và cái mất mát nó đã là một cái gì đó quá khứ rồi. Ví dụ lần tai nạn về rớt xe xuống sông nè, rồi lần bị phỏng nè, rồi lần bị xe đụng ngoài đường, coi như là đụng một cái là té chấn thương sọ não luôn á. Cái số rất là cao, cho nên ngày hôm nay mình sống này mình an nhiên lắm. Có điều gì mà cho tới giờ phút này ông vẫn còn rây rứt và vẫn chưa làm được cho mẹ mình? Thật sự giờ không còn rây rứt gì hết á. Chỉ biết là bao nhiêu điều tốt đẹp, muốn để cho mẹ phải thật sự là thoải mái. Thật ra thì hôm nay á, khi mà tới nhà của anh á, tới thăm nhà của anh, em với anh Thuận á, nói với nhau là ô cái nhà này vui nè, anh Du anh dễ thương lắm, vui chắc vẻ. Chắn là vui đó. Ừ, chắc chắn là vui. Như câu chuyện toàn buồn. Không phải là câu chuyện không. Buồn, nhưng em không nghĩ là cái buổi thăm nhà của anh ngày hôm nay nó lại mang đến cho em rất là nhiều cảm xúc. Rất là nhiều cái sự xúc động. Một phần có lẽ là gì? Mình có cái sự đồng cảm vì mình mồ côi cha. Mình có những bà mẹ quá tuyệt vời. Và thêm một cái nữa, có những cái góc khuất của anh thật sự là em không biết. Và hôm nay đúng khi rồi. Em nghe, em mới cảm thấy anh là một người quá kiên cường. Cảm ơn những cái biến cố đó mới có được những cái thành công hôm nay. Cảm ơn những gì trải qua. Còn có cảm ơn ai nữa không? Thì cảm ơn mẹ. Đây là người mà cho mình rất là nhiều sức mạnh và ảnh hưởng rất là lớn, là cái tính cách của mẹ. Tại vì hôm nay như Du nói đó, từ lúc có căn nhà này là đây là bữa ăn đầu tiên. Bữa ăn đầu tiên ăn chung với mẹ luôn. Bữa ăn đầu tiên thì nó phải có một gì đặc biệt chứ đúng không em? Đó. Nãy giờ cũng không dám nói, bây giờ đến giờ tiền không còn nói lên điều gì nữa, tại vì chỉ muốn mẹ vui thôi. Rồi, mời cô mở ra. Đây là một bó hoa và phía dưới là một cái bao thư, trong đó là có một cái suất để mà mẹ đi nước ngoài. Còn là đi Úc. Giờ không đi được không?
Tôi nói thật lòng nha. Mày dịch gì đi cái gì? Mày dịch gì đi cái gì? Ủa? Anh đó biết. Cái này là khi mà hết dịch là mình sẽ mua cái suất này được mở ra. Thôi với lại tao nói á, không là lâu lâu mà không hát cái giọng nó chai, đúng không? Cái giọng nó xuống, mất phong độ đúng không? Mà bây giờ tôi không cần biết ông bữa giờ ông hát ở đâu. Mà lâu rồi tôi không được nghe Quách Tấn Du hát. Thì giờ hôm nay trước khi chia tay thì ông có thể chiều lòng một người bạn, một đứa bạn già, một em fan trẻ đó, có thể hát tặng hai anh em chúng tôi một ca khúc được hay không? Nếu như mà hai bạn yêu cầu vậy thì mình cũng đáp ứng, vì khi mà nói về hát á thì không có khó, bất kỳ ngồi đâu và giọng đang lúc bệnh hoạn cũng hát được. Đó là cái nghề, nhưng mà cái quan trọng là chọn cái bài hát nào để cho nó đúng cái cảm xúc. Vì đang ngồi kế mẹ thì muốn hát một bài về mẹ và tặng cho hai bạn luôn, vì hai bạn cũng đang có một cái nỗi niềm giống mình. Đó là bài Đời Mẹ. Mẹ là dòng suối trong trôi theo giấc mơ đời con, nuôi con tháng năm qua thân mẹ hiền, dạy dầu nắng mưa. Một đời mẹ chở che là ngàn mơ ước đời con. Tình mẹ thật lớn lao, không bao giờ mẹ đổi thay. Chỉ mong con mình bước những bước vững vàng mà mẹ vẫn hằng mong. Bao năm qua con lớn khôn, mẹ vẫn không yên lòng. Ai ơi xin nhớ nghe, đời chỉ có ta với mẹ. Khi ta lầm bước trong cuộc đời, mẹ là người chịu nhiều đắng cay. Một đời mẹ đã vì con. Thôi xin cảm ơn Quách Tấn Du, cảm ơn cô Xuyến. Và trước khi ra về, trước khi tạm biệt gia đình Quách Tấn Du,